Bà đóng làm sao bà đóng chứ mà thật quá gì vậy? Giận tôi ứ là bóng Liverpool am dáng ra tên chiều tao trẻ hơn bạn. Anh ấy là một người bạn tuyệt vời là cả. He is a great friend. Nó liên quan gì ta so sánh chả? À vừa dặn ra tên hẻm. Bạn trẻ hơn anh ấy không? Đâu rồi? Bạn trẻ hơn anh ấy không? Ok. Bạn tôi thì trẻ hơn bạn sẽ là I am, danh là trẻ đấy. So sánh hơn là younger than you. My mother is younger than my father. Mẹ của tôi trẻ hơn bố của tôi. Cậu ấy là em trai của tôi. He is my brother. He is my younger brother, yes. My father is a great man. Bố của tôi là một người đàn ông tuyệt vời. Mẹ tôi thì trẻ hơn bố tôi sẽ là My mother is younger than my father. Kiểu này sẽ tăng. Đây là so sánh hơn nè. Mà vấn đề nếu mà từ danh, tại vì mình đọc nó chỉ có một nguyên một và sao ta? Không phải là một nguyên âm mà chỉ có một âm thôi, danh đó chỉ có một âm thôi, nên khi mà so sánh hơn là họ không dùng mơ mà có từ danh họ sẽ thêm er vô là younger. Còn nếu ví dụ từ beautiful đi, beautiful nó không phải là có một âm, beautiful là có ba âm, nói chung là hai từ hai âm trở lên thì không thể nào gì beautiful girl được, mà phải là có chữ more đằng trước, more beautiful girl than. Vậy đây, he is a great friend. Anh ấy là một người đàn ông, một người bạn tuyệt vời. Được 20 kinh nghiệm rồi đấy. Nó thật sự là một khoảnh khắc, cái gì? Nó thật sự là một khoảnh khắc tuyệt vời à? It is really a great moment. Nó thật sự really is yeah, is shopee cái gì mà shopee. It is really a great moment. He's my younger brother. Anh ấy là em trai của tôi. Nó đã là một bộ phim thật vĩ đại đến nỗi tôi đã xem nó 5 lần là kiểu gì trời? It nó đã làm một bộ phim It made movie thật vĩ đại. It made a great movie đến nỗi sau đó I watch it. I watch it 5 lần ở gì trời? 1 là first, 2 là second, 3 là third, 5 times. It is really a great moment. Nó thật sự là một khoảnh khắc, khoảnh khắc tuyệt vời. Cô ấy đọc nhiều sách hơn tôi. Đọc nhiều sách là sao ta?
Sirikmabuk. Đúng không? Sirikmabuk mi. Ông không biết nữa. Okay. She does not have more than $15. Cô ấy không có nhiều hơn $15. Gì mà khóc dữ vậy trời. She does not have more than $15. Thấy không? Gia đình của tao quan trọng với tao hơn là công việc của tao vậy? My family is quan trọng với tao hơn, is more important than my job, hơn là công việc của tôi. Okay. It was such a great movie that I watched it 5 times. Nó đã là một bộ phim thật vĩ đại đến nỗi tôi đã xem nó 5 lần. Cậu ấy là em trai của tôi sẽ là he's my younger brother. He's my younger brother. Nó đã là một bộ phim thật vĩ đại đến nỗi tôi đã xem nó 5 lần. Nó đã là equals đến nỗi là search một bộ phim vĩ đại sẽ là a great movie that I watched it 5 times. Wow, không ngờ mình có thể chốt lọc như vậy khi chỉ còn một cơ hội. Mình quá tuyệt vời.